Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình cùng xem xe cuốc này Hitachi các bạn. Dòng này là dòng EX60. Chiếc này hôm nay vô rừng tràm múc đất nè các bạn. Xe này làm rất lẹ ha các bạn, đâu thua dòng F2 đâu, ăn thua bắt tài à. Xe này các bạn thấy rất là lanh luôn ha. Bác tài này kinh nghiệm lâu rồi. Múc đất rất lẹ luôn. Múc vậy mới có ăn chứ mấy chiếc trước kia múc chậm gì đồ sao có ăn lại người ta. Xíu đất múc đất thịt để lên rồi lát múc cái kia bỏ xuống nè, vét cỏ rồi bỏ xuống múc đất dưới phía sau kia để lên lại, làm rất nhanh luôn ha các bạn. Múc đất rất là sâu luôn ha.